Ngọc Trang kính chào quý vị khán giả thân thiết của Hành Trình Tương Lai đang theo dõi bản tin tổng hợp hôm nay, thứ ba ngày 13 tháng 4. Quý vị khán giả yêu mến chúng tôi, hãy like và share cũng như để lại bình luận góp ý mỗi video để ban biên tập chúng tôi có thêm nhiều động lực hơn nữa mang đến những thông tin bổ ích cho quý vị cũng như vượt qua được vòng kiểm duyệt khó khăn của YouTube. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Sau đây là phần tin trong nước. Trước tiên là phần điểm tin chính. Hiện có bao nhiêu tàu hải cảnh Trung Quốc gần đá ba đầu? Lần thứ ba, biểu chính Đài Loan phát hành tem vi phạm chủ quyền quần đảo Trường Sa. Xăng tăng liên tục hơn 4.000 đồng, giảm chưa tới 100 đồng. Tạm giữ hình sự tài xế lái ô tô đâm liên hoàn 4 xe máy, khiến 7 người thương vong. 200.000 xe khách xe container sẽ phải lắp camera. 11 ô tô xe máy bị cây đè bẹp trong mưa dông tại thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Công an xác minh vụ việc liên quan gói thầu mua sắm thiết bị ở bệnh viện Tim Hà Nội. Thành phố Hồ Chí Minh hỏa tốc lập khu vực riêng cách ly người nhập cảnh trái phép. Liên tiếp xảy ra hai trận động đất ở Quảng Ngãi. Cập nhật tình hình viêm phổi Vũ Hán tại Việt Nam. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Tiếp tục cập nhật các tin tức về Biển Đông, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Philippines, ông Cretilito Sobejana, hôm 11 tháng 4 cho biết còn 28 tàu Trung Quốc hiện diện trái phép xung quanh đá ba đầu, khu vực hiện đang là đối tượng của nhiều bên tranh chấp, trong đó có Việt Nam, so với con số trên 200 tàu vào ngày 7 tháng 3. Cụ thể, ông Sobejana cho hay, tính đến 20 giờ ngày 10 tháng 4, Bộ Tư lệnh miền Tây thuộc quân đội Philippines ghi nhận còn có 28 tàu Trung Quốc, gồm 6 tàu hải cảnh hoạt động xung quanh đảo Thị Tứ, bãi cỏ mây cùng bãi cạn Scarborough, 2 tàu dân quân biển và 20 tàu cá neo đậu xung quanh đá ba đầu. Đối với diễn biến mới tại đá ba đầu, các nhà quan sát cho rằng Trung Quốc đang cùng một lúc thực hiện tam trùng chiến pháp, 3 chiến thuật gây sự, không dùng đến vũ lực để hòng đạt được ý đồ bá quyền trên Biển Đông của mình. Trước hết, nước này đang tái diễn chiến thuật vùng xám. Chiến thuật này cho phép không tiến tới chiến tranh, nhưng bằng mọi cách khiến đối phương mệt mỏi để đạt được mục đích. Bên cạnh đó, Trung Quốc đang thúc đẩy chính sách ngoại giao chiến lang, một chiến thuật khác trên mặt trận đối ngoại của nước này. Biểu hiện của nó chính là những lời đe dọa cảnh báo với tư thế nước lớn tới tất cả các quốc gia không phải là một bên trong vấn đề Biển Đông. Chỉ trích các nước là can thiệp, gây bất ổn. Bất chấp phản đối của quốc tế, Bắc Kinh ban hành luật hải cảnh, chiến thuật pháp lý cho phép sử dụng vũ khí với các tàu nước ngoài. Theo văn bản dự luật được công bố trước đó, lực lượng hải cảnh Trung Quốc được phép sử dụng mọi phương tiện cần thiết để ngăn ngừa hoặc ngăn chặn các mối nguy hiểm từ tàu nước ngoài, được phép phá hủy các công trình do những nước khác xây dựng trên các bãi đá ngầm mà Bắc Kinh có yêu sách chủ quyền cũng như lên tàu nước ngoài kiểm tra. Câu lạc bộ Việt STEM thuộc Hội TEM Thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn gửi Bộ Thông tin và Truyền thông kiến nghị về bộ tem bưu chính Đài Loan vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa. Theo phản ánh của Việt STEM ngày 23 tháng 11 năm 2020, bưu chính Đài Loan phát hành bộ tem bưu chính gồm 5 mẫu tem mang tên Đăng Pháp Bưu Phiếu, tem bưu chính về đền biển, thể hiện hình ảnh 5 công trình đền biển do Đài Loan xây dựng. Trong đó có một công trình đèn biển do Đài Loan xây dựng trái phép trên đảo Ba Bình, tên quốc tế là Ituaba Island, bị Đài Loan chiếm đóng trái phép từ năm 1956 và gọi là Thái Bình Đảo, là đảo lớn nhất nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Câu lạc bộ Việt STEM đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Hội TEM Việt Nam xem xét, chính thức có ý kiến kịch liệt phản đối bưu chính Đài Loan và Hội TEM Đài Loan về hành động phát hành tem bưu chính vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa. Cùng với đó, thể theo nguyện vọng của đông đảo người sưu tập tem Việt Nam trong và ngoài nước, câu lạc bộ Việt STEM đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét quy định phát hành một bộ tem phổ thông thể hiện hình ảnh bản đồ Việt Nam với hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục tình yêu nước, yêu biển đảo với đông đảo công chúng, khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam với thế giới thông qua tem bưu chính. Liên Bộ Tài chính Công Thương vừa công bố điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 16 giờ 30 phút ngày 12 tháng 4. Theo đó, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn, xăng E5 RON92 có giá bán tối đa là 17.806 đồng một lít, giảm 45 đồng một lít. Xăng RON953 có giá bán tối đa là 18.970 đồng một lít, giảm 76 đồng một lít.
Tương tự, giá dầu diesel 0.05S có giá bán tối đa là 14.141 đồng một lít, giảm 102 đồng một lít. Dầu hỏa có giá bán tối đa là 12.827 đồng một lít, giảm 177 đồng một lít. Dầu mazut 180 CST 3.5S có giá bán tối đa là 13.687 đồng một kg, giảm 70 đồng một kg. Theo cơ quan quản lý, giá xăng dầu thế giới trong 15 ngày vừa qua tăng giảm đan xen nhưng xu hướng chung là giảm nhẹ. Cụ thể, xăng RON 95 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 có giá là 70,419 USD một thùng, giảm 1,15 USD một thùng. Xăng RON 95 có giá là 72,764 USD một thùng, giảm 0,88 USD một thùng. Và dầu diesel 0.05S có giá 65,976 USD một thùng, giảm 2,38 USD một thùng. Liên quan đến vụ ô tô tông liên hoàn 4 xe máy khiến 7 người thương vong, ngày hôm qua ngày 12 tháng 4, Đại tá Nguyễn Giới, trưởng công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam xác nhận, cơ quan chức năng đang tạm giữ hình sự tài xế Châu Văn Ánh, 46 tuổi, trú ở thôn Tây Gia, xã Đại Minh, huyện Đại Lộc, để củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Châu Văn Ánh. Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 9 tháng 4, Châu Văn Ánh lái xe ô tô 7 chỗ mang biển số tỉnh Quảng Nam chạy hướng từ xã Đại An về xã Đại Cường, huyện Đại Lộc. Đến khu vực thuộc thôn Phú Hòa, xã Đại An, Ánh lái xe ô tô di chuyển với tốc độ cao, tông liên tiếp 4 xe máy đang chạy trên đường. Cú va chạm liên hoàn khiến 2 người qua đời tại chỗ, 5 người bị thương nặng được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa miền núi phía Bắc Quảng Nam. Danh tính hai người thiệt mạng được xác định là bà Phạm Thị Bích Liên, 49 tuổi và Nguyễn Thị An, 33 tuổi, cả hai cùng trú ở xã Đại An. Sau khi gây tai nạn, Ánh đến cơ quan công an trình diện. Tại đây, Ánh khai nhận trước khi lái xe gây ra sự việc, Ánh nhậu với bạn ở thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc. Ông Đỗ Công Thủy, Phó Vụ trưởng Vận tải cho biết, cơ quan này đã yêu cầu các sở giao thông vận tải tỉnh thành đôn đốc đơn vị vận tải lắp camera trước ngày 1 tháng 7 theo Nghị định 10 để giám sát lái xe và hành khách, đồng thời ghi lưu trữ hình ảnh trên xe khi lưu thông. Tổng cục Đường bộ Việt Nam khuyến cáo các đơn vị lựa chọn camera chạy trên nền tảng di động 4G hoặc 5G để đảm bảo chất lượng hình ảnh, tránh lãng phí đầu tư, vì trong thời gian tới các nhà mạng viễn thông sẽ cắt sóng 2G. Theo ông Thủy, dự kiến có khoảng 200.000 xe khách, container, xe đầu kéo nằm trong diện phải lắp camera. Hiện đã có nhiều doanh nghiệp vận tải có số đầu xe lớn đã tuân thủ lắp đặt thiết bị này. Đơn vị vận tải phải lưu trữ hình ảnh camera tối thiểu 24 giờ gần nhất với xe chạy cự ly đến 500 km và tối thiểu 72 giờ với xe chạy trên 500 km. Dữ liệu hình ảnh được cung cấp cho cơ quan công an, thanh tra giao thông và cơ quan cấp giấy phép nhằm kiểm soát hoạt động của lái xe, ngăn ngừa xe chở quá tải, nhồi nhét khách. Theo ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, chi phí cho việc lắp đặt và truyền dữ liệu hình ảnh về máy chủ khá lớn. Mỗi xe khách phải lắp từ 3 đến 4 camera để ghi hình lái xe làm việc, tại các cửa lên xuống và khoang hành khách, mỗi camera giá 3 triệu đồng. Ngoài ra, chi phí truyền dữ liệu từ 240.000 đến 320.000 đồng mỗi tháng cho mỗi máy. Do đó, mỗi xe lắp camera khoảng 10 triệu đồng, mỗi doanh nghiệp vận tải phải chi khoảng từ 1 đến 2 tỷ đồng. Chiều ngày 12 tháng 4, trên đường Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận Nhất, có mưa lớn kèm gió mạnh khiến nhiều cây bị bật gốc ngã ra đường, đè bẹp xe máy ô tô, làm 3 người bị thương. Được biết, cây dầu bị bật gốc có đường kính khoảng 50cm, cao hơn 20m, gốc mục ruỗng. Nạn nhân là tài xế xe Grab Phạm Hoàng Phú, 36 tuổi, và phụ nữ 41 tuổi đi cùng. Nhờ may mắn và sự trợ giúp của người qua đường, anh Phú chỉ bị thương nhẹ, nạn nhân nữ thì bị thương nặng ở chân, được chuyển đến bệnh viện. Trong khi đó, xe máy bị bẹp phần đầu. Cách đó vài trăm mét, một cây xanh khác cũng bị bật gốc. Lực lượng chức năng quận Nhất đã có mặt, cắt các cây ngã, giải tỏa ùn tắc. Ngoài ra, trên đường Trần Văn Trà, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, một ô tô Mazda CX-9 đang chạy. Khi đến trước chung cư Panorama thì bị cây me tây cao khoảng gần 20m, đường kính 70cm, ngã đè lên nóc. Tài xế Bùi Tấn Khoa, 46 tuổi, bị kẹt ở ghế. Nhiều bảo vệ chung cư chạy đến kéo nạn nhân ra ngoài từ cửa sau. Tại hiện trường, cây xanh với hơn chục nhánh to đè bẹp nóc xe, kính chắn gió cửa ô tô bị vỡ. Gần chục nhân viên công ty công viên cây xanh TP.HCM đã cắt nhỏ nhánh để di rời. Đơn vị bảo hiểm đến ghi nhận sự việc và làm việc với tài xế để bồi thường.
Ông Lê Đình Quyết, Phó phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, nguyên nhân xảy ra mưa kèm dông lốc lớn tại thành phố Hồ Chí Minh do nhiễu động từ gió đông ở trên tầng cao. Dự báo từ ngày 14 đến ngày 22 tháng 4, thời tiết ngày nắng, chiều tối có mưa. Riêng từ chiều ngày 14 tháng 4, mưa có thể kèm lốc, sét sẽ gia tăng. Người dân hạn chế đi vào những nơi có nhiều cây cổ thụ, các khu vực công trường xây dựng, đề phòng cây đổ, tôn bay chúng. Theo nguồn tin của Vietnamnet cho biết, Cục Cảnh sát điều tra về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 Bộ Công an mới đây có văn bản đề nghị Bệnh viện Tim Hà Nội phối hợp cung cấp tài liệu, thông tin phục vụ công tác xác minh vụ việc liên quan đến việc thực hiện các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, thực hiện các đề án xã hội hóa tại các bệnh viện công lập. Nguồn tin trên cho biết, việc xác minh được thực hiện theo quy định, các đơn vị chức năng đang tổ chức rà soát, thu thập tài liệu liên quan đến các gói thầu phạm vi toàn quốc, chứ không chỉ riêng Bệnh viện Tim Hà Nội. Chiều cùng ngày, một lãnh đạo Bệnh viện Tim Hà Nội cho biết, bắt đầu từ 10 giờ sáng ngày 8 tháng 4, C03 Bộ Công an đến bệnh viện đọc quyết định phối hợp làm việc. Lãnh đạo bệnh viện được thông báo trước đó khoảng 1 tiếng đồng hồ. Hiện tại, quá trình làm việc tại bệnh viện vẫn đang tiếp diễn, chưa biết ngày kết thúc. Liên quan đến việc mua sắm thiết bị y tế, trước đó cơ quan điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Bệnh viện Bạch Mai và vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Mắt TP.HCM. Một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo hai bệnh viện trên bị bắt để điều tra về những vi phạm liên quan. Gần 2 tháng qua, tại TP.HCM không phát hiện ca bệnh trong cộng đồng. Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban chỉ đạo phòng chống dịch, nguy cơ dịch viêm phổi vô hạn xâm nhập đang hiện hữu bởi thời gian gần đây, các nhóm đối tượng vượt biên trái phép có dấu hiệu gia tăng và ngày càng hoạt động tinh vi hơn tại khu vực biên giới của các địa phương giáp danh với nước bạn. Để ngăn chặn làn sóng nhập cảnh trái phép, chặn đứng nguy cơ bùng phát dịch bệnh cho cộng đồng, TP.HCM đang gấp rút triển khai xây dựng một khu cách ly dành riêng cho người nhập cảnh trái phép tại huyện Nhà Bè. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong 45 ngày. Tuy nhiên, để đáp ứng khẩn cấp với tình hình nhập cảnh trái phép, thành phố yêu cầu công trình phải hoàn thành sớm hơn nửa tháng so với kế hoạch để đưa vào sử dụng. Hiện tại, TP.HCM đã tiến hành tiêm vaccine phòng viêm phổi Vũ Hán cho 7.530 nhân viên y tế tại 65 cơ sở. Ngành y tế cũng hỗ trợ tiêm phòng cho 1.000 cán bộ công an tham gia nhiệm vụ phòng dịch. Trong tuần này, ngành y tế TP.HCM sẽ tiếp nhận đợt vaccine thứ 2 từ Bộ Y tế với hơn 56.000 liều. Sở Y tế đã lên kế hoạch phương án lập danh sách những đối tượng tiêm chủng để sẵn sàng triển khai ngay. Ngày 12 tháng 4, Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu phát đi thông báo về hai trận động đất xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Theo đó, vào hồi 11 giờ 17 phút cùng ngày, trận động đất có độ lớn 3 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 15,135 độ Vĩ Bắc, 108,424 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 9,2 km. Động đất xảy ra ở huyện Trà Bồng và cấp độ rủi ro thiên tai là 0. 4 phút sau, cũng trên địa bàn huyện Trà Bồng, một trận động đất có độ lớn 2,9 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 15,116 độ Vĩ Bắc, 108,444 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,5 km. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 0. Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi hai trận động đất trên. Về tình hình viêm phổi Vũ Hán, tính đến hết ngày 12 tháng 4, Việt Nam ghi nhận thêm 12 ca mắc mới, đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay. Tổng số ca bệnh trên cả nước hiện đang là 2.705 ca, trong đó có 35 ca không qua khỏi, 221 ca đang điều trị và 2.445 ca đã hồi phục. Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước, số ca âm tính lần thứ nhất là 17 ca, số ca âm tính lần thứ hai là 11 ca, số ca âm tính lần thứ ba là 22 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly theo dõi sức khỏe là 37.938 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 523 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 21.705 người, cách ly tại nhà nơi lưu trú là 15.710 người. Tiếp theo là tin tức về Trung Quốc. Trước tiên là phần điểm tin chính. Quan chức Trung Quốc chữa cháy sau phát ngôn vaccine nội địa kém hiệu quả. Cổ phiếu Alibaba tăng vọt sau án phạt kỷ lục. Đưa nhầm cốc nước khử trùng cho khách, KFC bị dân mạng Trung Quốc ném đá. Mỹ lo lắng tiền kỹ thuật số của Trung Quốc lật đổ vị thế đồng USD.
Và ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Trả lời phỏng vấn Thời báo Hoàn Cầu, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, ông Cao Phúc đã bác bỏ thông tin mà một số hãng truyền thông và mạng xã hội đăng tải rằng ông thừa nhận vaccine ngừa viêm phổi Vũ Hán do Trung Quốc sản xuất có tỷ lệ ngăn ngừa thấp. Ông Cao nói, truyền thông đã hiểu sai ý của ông. Giải thích trong cuộc phỏng vấn, ông Cao cho biết, khi giới khoa học toàn cầu thảo luận về hiệu quả của vaccine, ông chỉ đưa ra một nhận định khoa học nhằm nâng cao hiệu quả vaccine như điều chỉnh quy trình tiêm chủng của các loại vaccine khác nhau. Ông nói, mức độ bảo vệ của các loại vaccine trên thế giới có thể cao, có thể thấp. Làm thế nào để nâng cao hiệu quả của nó là một vấn đề mà giới khoa học cần tìm hiểu. Về khía cạnh này, tôi khuyến nghị chúng ta có thể cân nhắc điều chỉnh quy trình tiêm chủng với các loại vaccine khác nhau. Tất cả quy trình vaccine mà chúng ta áp dụng đến nay đều dựa trên các nền tảng nghiên cứu trước đây về các loại vaccine khác nhau. Trong tương lai, chúng ta cần có sự điều chỉnh dựa trên đặc điểm của chính virus viêm phổi Vũ Hán mới và tình hình thực tế. Ông Cao cũng kêu gọi người dân đại lục tiêm chủng vaccine viêm phổi Vũ Hán vì theo ông, điều này có nhiều lợi ích hơn là rủi ro. Vào sáng ngày 12 tháng 2, giá cổ phiếu Alibaba đã tăng tới 9% trong phiên giao dịch tại thị trường Hồng Kông. Dù hãng thương mại điện tử khổng lồ này vừa lĩnh án phạt độc quyền 2,8 tỷ USD từ cơ quan chức năng Trung Quốc. Một số chuyên gia nhận định đây là một án phạt kỷ lục, nhưng chúng tôi cho rằng nhà đầu tư thở phào vì một vấn đề lớn treo lơ lửng trên Alibaba đã được tháo gỡ. Tâm điểm chú ý của thị trường giờ đây sẽ quay trở lại với những yếu tố nền tảng của công ty. Phó Chủ tịch điều hành Zhou Tesai của Alibaba nói rằng hiện không có một cuộc điều tra chống độc quyền nào khác nhằm vào Alibaba và chúng tôi hài lòng vì đã có thể vượt qua vấn đề này. Tuy nhiên, theo ông Tesai, Alibaba và các công ty công nghệ lớn khác của Trung Quốc đang chịu sự giám sát nghiêm ngặt của cơ quan chức năng về các vụ sáp nhập, mua lại và đầu tư chiến lược như một phần của quy trình rà soát hoạt động của các ông lớn này. Trong khi đó, Giám đốc điều hành Alibaba cho biết ông không mong đợi bất kỳ tác động tiêu cực hay tích cực nào đến từ án phạt này. Alibaba sẽ có những chính sách mới nhằm giảm rào cản gia nhập cũng như giảm chi phí cho các doanh nghiệp và thương nhân trên nền tảng của Alibaba. Công ty cũng sẽ tiếp tục mở rộng đến các thành phố nhỏ hơn và khu vực nông thôn của Trung Quốc. Một cửa hàng KFC ở Tô Châu, tỉnh Giang Tô của Trung Quốc đang bị cộng đồng mạng xã hội nước này chỉ trích sau khi một nhân viên đưa nhầm cho khách hàng một cốc nước có chất khử trùng. Theo Thời báo Hoàn Cầu, cách đây không lâu, một khách hàng tên là Du đã tới cửa hàng KFC ở Tô Châu dùng bữa và gọi một cốc nước đá. Tuy nhiên, ngay khi nhấp ngụm đầu tiên, cô Du đã cảm thấy như mùi của thuốc khử trùng. Nghĩ rằng điều đó là không thể, cô uống tiếp ngụm thứ hai và lập tức cảm thấy nóng ran từ cổ họng xuống. Nhân viên của cửa hàng đã thừa nhận đưa nhầm cho khách cốc nước đã bị nhiễm chất khử trùng. Ngay chiều hôm đó, cô Du cảm thấy khó chịu ở cổ họng, dạ dày và được một bệnh viện địa phương chẩn đoán là viêm dạ dày cấp tính, có thắt dạ dày. Mặc dù cửa hàng KFC này đã chi trả 1.500 nhân dân tệ tiền viện phí của cô Du, khách hàng này vẫn cho rằng KFC cần phải bồi thường tiền lương bị mất và chi phí bồi bổ sức khỏe trong thời gian cô nghỉ ốm. Tuy nhiên, cửa hàng chỉ đồng ý bồi thường thêm 1.000 nhân dân tệ tương đương với 3,5 triệu đồng và yêu cầu cô Du ký thỏa thuận không phát tán thông tin về sự việc này. Không hài lòng với cách xử lý trên, cô Du đã thông tin sự việc cho đài truyền hình Giang Tô. Qua một cuộc điều tra và thương lượng từ cơ quan giám sát thị trường địa phương, cửa hàng KFC trên cuối cùng cũng phải đồng ý bồi thường cho cô Du 15.000 nhân dân tệ, tương đương với 53 triệu đồng, ngoài chi phí điều trị đã trả. Hãng Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho hay, chính quyền Biden đang tăng cường nỗ lực giám sát các hoạt động liên quan tới đồng nhân dân tệ kỹ thuật số của Trung Quốc. Một số quan chức bày tỏ mối lo ngại rằng động thái của Trung Quốc có thể đang khởi động cho một nỗ lực dài hạn nhằm lật đổ vị trí của đồng USD để trở thành đồng tiền dự trữ dẫn đầu thế giới trong tương lai. Hiện tại, đồng tiền kỹ thuật số của Trung Quốc đang đạt được những bước tiến quan trọng. Điều này dẫn tới việc các cơ quan như Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Lầu Năm Góc và Ủy ban An ninh Quốc gia đang đẩy mạnh nỗ lực nhằm dự đoán những tác động tiềm tàng khi Bắc Kinh thực hiện nỗ lực trên. Phía Trung Quốc cho biết, mục tiêu chính của nhân dân tệ kỹ thuật số là nhằm thay thế tiền giấy và tiền xu để giảm nhu cầu sử dụng tiền mã hóa và bổ sung công cụ cho hệ thống thanh toán điện tử do doanh nghiệp tư nhân điều hành hiện nay, gồm hai nền tảng là Alipay và WeChat Pay.
Tuy nhiên, ngoài những nỗi lo ngại, một số chuyên gia cho rằng hệ thống tài chính của Trung Quốc hiện vẫn đang mong manh và chưa đủ mạnh để trở thành mối đe dọa thực sự với vị trí của đồng USD trong việc được sử dụng làm đồng tiền dự trữ. Ngoài ra, giới quan sát cũng cho rằng thị trường đang có xu hướng tin tưởng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nhiều hơn là Ngân hàng Trung ương Trung Quốc. Tiếp theo là tin tức trên thế giới. Trước tiên là phần điểm tin chính. Bang Arizona của Mỹ thông qua dự luật cấm tư nhân quyên góp cho bầu cử. Mỹ muốn truy đến cùng nguồn gốc đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Đài Loan sắp hạ thủy tàu đổ bộ tự đóng đầu tiên. Canada thúc đẩy diễn đàn an ninh quốc tế từ bỏ giải thưởng cho Đài Loan. Bà ông San Suu Kyi bị truy tố thêm tội danh mới. Cập nhật tình hình viêm phổi Vũ Hán trên thế giới. Và ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Thống đốc bang Arizona, Hoa Kỳ, ông Don Ducey, thành viên Đảng Cộng Hòa, đã ký một dự luật cấm các cá nhân tham gia tài trợ cho quy trình bầu cử của chính phủ tại tiểu bang này. Ông Ducey cho biết, công chúng tin rằng cuộc bầu cử của chúng ta đang bị ảnh hưởng. Rõ ràng các cuộc bầu cử của chúng ta cần phải sạch sẽ và không có tì vết và phải là mục tiêu số một của chính phủ. Hiện dự luật đã được thông qua theo chính sách của Đảng Cộng Hòa ở cả Thượng viện và Hạ viện tại bang Arizona và được ký thành luật. Thông báo về dự luật cấm các cá nhân tham gia tài trợ cho quy trình bầu cử của Thống đốc bang Arizona được đưa ra sau khi Giám đốc điều hành CEO Facebook, ông Mark Zuckerberg và vợ là Priscilla Chan đã quyên góp 419 triệu đô la cho hai tổ chức phi lợi nhuận, trong đó bao gồm Trung tâm Nghiên cứu và Đổi mới Bầu cử. Các tổ chức này đã giúp tài trợ cho việc quản lý quy trình bầu cử cấp địa phương và tiểu bang trước thềm cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Việc này đã bị các nhà bảo thủ phê bình gay gắt và dẫn đến các vụ kiện cho rằng luật liên bang không cho phép chính quyền địa phương chấp nhận các khoản tài trợ tư nhân cho những sáng kiến như vậy. Vào thời điểm nhận được thông báo, vợ chồng CEO Facebook giải thích, nhiều hạt và tiểu bang đang bị hạn chế về tài chính và đang tìm cách để bố trí nguồn quỹ và nhân lực cho các hoạt động hỗ trợ, việc bỏ phiếu và kiểm đếm kịp thời. Trong cuộc phỏng vấn với chương trình gặp gỡ báo chí của kênh NBC, Ngoại trưởng Mỹ ông Antony Blinken đã lên tiếng chỉ trích Trung Quốc khi nước này không cho các chuyên gia quốc tế tiếp cận với tài liệu về đại dịch viêm phổi Vũ Hán, cũng như không chia sẻ thông tin theo thời gian thực để giúp làm sáng tỏ vấn đề. Theo ông Blinken, chính vì sự thiếu minh bạch của Bắc Kinh trong những ngày đầu quan trọng của đại dịch, kết quả là viêm phổi Vũ Hán đã thoát ra ngoài nhanh hơn và gây ra thảm họa tồi tệ hơn những gì có thể xảy ra. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới ông Tedros Adhanom Ghebreyesus vừa qua cho biết rằng các nhà điều tra của tổ chức này đến Trung Quốc để nghiên cứu nguồn gốc của đại dịch đã không được cung cấp các tài liệu cần và đủ. Ngoại trưởng Blinken nhận định, sự bùng phát của đại dịch đã cho thấy rõ lý do tại sao cần phải có một hệ thống an ninh y tế toàn cầu mạnh mẽ hơn để đảm bảo điều này không xảy ra một lần nữa. Ông nói các cải cách phải bao gồm cam kết về tính minh bạch, chia sẻ thông tin và tiếp cận cho các chuyên gia, và Trung Quốc phải đóng một vai trò trong đó. Theo kênh CNA, ngày 13 tháng 4, Đài Loan sẽ làm lễ hạ thủy tàu vận tải đổ bộ nội địa đầu tiên tại thành phố Cao Hùng. Con tàu mang tên Yushan, tức là Ngọc Sơn, đỉnh núi cao nhất tại Đài Loan, do nhà thầu CSBC phát triển từ năm 2018 với kinh phí là 4,6 tỷ đô la Đài, tương đương với 162 triệu USD. Tàu Yushan có độ choáng nước là 10.000 tấn, dài 153 mét với tốc độ tối đa là 21 knot, gần 39 km một giờ. Tầm hoạt động là 12.964 km. Tàu có thể mang theo tàu đổ bộ nhỏ, thiết giáp lội nước và trực thăng cùng 673 binh sĩ. Vũ khí phòng thủ gồm một pháo hạng 76mm MK-75, hai pháo bắn nhanh cận chiến MK-15 Flalas và hai hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Sea Oris. Tàu có thể được sử dụng cho các hoạt động đổ bộ, vận tải hoặc trở thành bệnh viện dã chiến, tham gia cứu trợ nhân đạo, ứng phó thiên tai. Hồi tháng 3, Đài Loan đã làm lễ hoàn tất công đoạn đóng tàu. Nhà lãnh đạo Thái Anh Văn sẽ tham dự buổi lễ hạ thủy sắp tới. Theo tờ Toronto News, Thủ tướng Canada ông Justin Trudeau được cho là đang cân nhắc rút tiền tài trợ của chính phủ cho Diễn đàn An ninh Quốc tế Halifax nếu tổ chức này thông qua kế hoạch trao giải thưởng cho Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn. Theo nhiều nguồn được trích dẫn bởi tờ Politic, Halifax đã lên kế hoạch trao giải thưởng Sean McCain về lãnh đạo trong dịch vụ công cho bà Thái.
người vợ quá cố của Thượng nghị sĩ McCain, đồng thời là thành viên ban giám đốc của diễn đàn, bà Cindy McCain, được cho là đã ủng hộ kế hoạch trao giải thưởng cho bà Thái. Đây sẽ là lần thứ 3 giải thưởng được trao. Vào năm 2018, giải thưởng được trao cho người dân Lesbos ở Hy Lạp. Năm 2019, nó được trao cho những người biểu tình ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông. Giải thưởng năm nay được dự kiến trao cho bà Thái vì bà đã mạnh mẽ chống lại áp lực không ngừng của Trung Quốc. Tuy nhiên, khi chính quyền ông Chideo biết được kế hoạch trao giải, họ lo sợ sẽ chọc giận con gấu Trung Quốc nên cảnh cáo rằng sẽ chấm dứt tài trợ cho diễn đàn. Halifax hiện đang tranh luận về quyết định cuối cùng trước vấn đề này. Phản hồi lại thông tin trên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan bà Jenny Au vào sáng ngày 12 tháng 4 cho biết Bộ luôn duy trì liên hệ chặt chẽ với Halifax và tin rằng nếu Halifax có ý định trao giải thưởng cho bà Thái, đó sẽ là một lời khẳng định và vinh dự đối với Tổng thống Thái và người dân Đài Loan đang chiến đấu với đại dịch và vì nền dân chủ. Theo hãng tin Reuters, bà Aung San Suu Kyi, cố vấn nhà nước của chính phủ dân sự Myanmar, trước trình biến vừa ra tòa vào ngày 12 tháng 4 và bị truy tố thêm tội danh mới liên quan luật phòng chống thiên tai. Luật sư Min Min Sue của bà Suu Kyi cho hay bà tiếp tục yêu cầu được gặp các luật sư của mình. Dự kiến phiên thẩm vấn tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 4. Sau khi bị quân đội bắt giữ trong trình biến, bà Suu Kyi bị truy tố về hành vi làm lộ bí mật nhà nước Myanmar, nhận hối lộ, nhập khẩu trái phép thiết bị liên lạc và vi phạm các quy định về phòng chống viêm phổi Vũ Hán. Cũng trong ngày 12 tháng 4, người dân Myanmar tiếp tục xuống đường phản đối chính quyền quân sự tại nhiều nơi trên cả nước. Về tình hình dịch viêm phổi Vũ Hán, thế giới trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm hơn 632.000 ca mắc mới và hơn 8.000 ca tử vong mới. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch bệnh vẫn là Mỹ với trên 31,9 triệu ca mắc và hơn 575.700 trường hợp tử vong. Trong ngày qua, Mỹ ghi nhận thêm hơn 41.100 ca mắc mới. Trong khi đó, tình hình dịch bệnh đang diễn biến nghiêm trọng tại Ấn Độ. Ngày 11 tháng 4, Ấn Độ ghi nhận gần 169.900 trường hợp mắc mới, mức cao chưa từng thấy kể từ khi bắt đầu đại dịch. Với tổng cộng trên 13,5 triệu người đã mắc bệnh, nước này đã quay trở lại là tâm dịch lớn thứ hai thế giới, bao gồm hơn 170.200 trường hợp thiệt mạng. Tại Đông Nam Á, Bộ Y tế Thái Lan ghi nhận số ca mắc mới trong một ngày cao kỷ lục kể từ khi dịch tái bùng phát với 967 ca trong ngày 11 tháng 4. Trong đó, thủ đô Bangkok chiếm nhiều nhất với 236 trường hợp. Cục Phó Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan đánh giá tình hình dịch bệnh ở nước này hiện nay rất đáng lo ngại. Bên cạnh đó, Lào đã phát hiện ca mắc trong cộng đồng đầu tiên sau một năm. Cụ thể, ngày 11 tháng 4, nước này có thêm 2 ca mắc mới là ca bệnh thứ 50 và 51. Một trong hai người này không xuất cảnh ra khỏi Lào trong hơn một năm qua. Hiện giới chức Lào đang đẩy mạnh hoạt động truy vết, nguồn lây. Bộ Y tế Lào kêu gọi người dân tiếp tục thực hiện đầy đủ các quy định và biện pháp phòng ngừa viêm phổi Vũ Hán để giảm thiểu nguy cơ khiến đất nước đối mặt với đợt bùng phát dịch mới. Tiếp theo là số liệu các ca mắc viêm phổi Vũ Hán theo nguồn World Meter. Tổng số ca mắc trên toàn thế giới lúc này đang là 136.697.575 ca. Tổng số ca tử vong 2.950.857 ca. Tổng số ca hồi phục 109.948.332 ca. Vừa rồi là những tin tức đáng chú ý trong bản tin tổng hợp ngày hôm nay. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với phần nhân sinh cảm ngộ được rất nhiều quý khán giả yêu thích. Biết bao nhiêu người thua bởi chỉ một chữ đợi trong cuộc đời. Quý vị có suy nghĩ gì với tựa đề của phần nhân sinh cảm ngộ ngày hôm nay? Và ngay bây giờ hãy cùng Hành Trình Tương Lai đến với câu chuyện ngắn trong kinh dịch quý vị nhé! Tại một ngôi chùa cổ ở Nhật Bản, có một cậu bé mới 9 tuổi tên là Thân Loan, sau này là người sáng lập Chân Tông Tịnh Độ, quyết định xuất gia đi tìm thiền sư để xuống tóc. Khi gặp được thiền sư đã hỏi ông rằng: "Con còn nhỏ thế này, tại sao đã muốn xuất gia?" Lúc đó Thân Loan trả lời: "Năm nay mặc dù cháu mới 9 tuổi nhưng bố cháu đã qua đời, cháu không biết vì sao con người phải chết, vì sao cháu và bố cháu phải rời xa nhau. Vì thế, để hiểu được đạo lý này, cháu nhất định phải xuất gia." Vị thiền sư nói: "Được, ta hiểu rồi, ta đồng ý nhận con làm đồ đệ, nhưng hôm nay muộn rồi,
chờ đến sáng sớm mai ta sẽ xuống tóc cho con. Thần Loan nghe xong liền nói, thưa sư phụ, mặc dù sư phụ nói là chờ đến sáng sớm mai sẽ cắt tóc cho con, nhưng con còn nhỏ, con không dám chắc quyết tâm đi tu của con có còn giữ được đến sáng mai không. Mà sư phụ thì đã nhiều tuổi thế này rồi, sư phụ có dám chắc sáng mai tỉnh dậy sư phụ vẫn khỏe mạnh không ạ? Vị thiền sư nghe xong liền nói, tốt tốt, con nói rất hay, những gì con nói đều đúng, ta sẽ xuống tóc cho con ngay bây giờ. Vạn vật của thế giới luôn nằm trong sự biến đổi không ngừng nghỉ. Con người cũng vậy thưa quý vị, không ai biết được tương lai sẽ ra sao. Ngày mai cũng không chắc chuyện gì sẽ đến, có những biến cố bất ngờ trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn cũng có thể khiến ta mất đi ngày mai vĩnh viễn. Vì vậy ngày hôm nay khi ta muốn làm một điều gì đó, hãy bắt tay làm, đừng chờ đợi. Xưa nay có biết bao nhiêu người thua bởi một chữ đợi. Đợi đến một ngày nào đó, đợi tương lai, đợi đến khi hết bận, đợi lần sau, đợi khi có thời gian, đợi khi có điều kiện, đợi khi có đủ tiền, đợi cho đến khi không còn duyên phận, đợi đến khi thời thanh xuân trôi qua, đợi đến khi không còn cơ hội, đợi đến khi không còn lựa chọn. Chẳng ai biết trước được tương lai sẽ ra sao, có nhiều việc đợi sẽ thành mãi mãi. Đừng để bản thân có quá nhiều nuối tiếc. Nhân sinh có 5 điều không thể chờ đợi. Điều thứ nhất là nghèo khó không thể đợi, bởi vì thời gian lâu rồi bạn sẽ chết vì đói. Thứ hai, khỏe mạnh không thể đợi, bởi vì thân thể một khi suy kiệt rồi, hết thảy mọi thứ đều vô nghĩa. Điều thứ ba, giáo dục không thể đợi, bởi vì cây non mà siêu vẹo thì khi trưởng thành rất khó để uốn nắn. Điều thứ tư, hiếu kính không thể đợi, bởi vì cha mẹ mất rồi, muốn hiếu kính cũng chẳng còn cơ hội. Và điều thứ năm, thanh xuân không thể đợi, bởi vì thời gian trôi qua, có nhiều tiền nữa cũng không thể mua lại được. Nhân sinh không có vé khứ hồi, trên đời không có thuốc chữa hối hận, vì vậy chúng ta nên trân quý cơ duyên này. Cuộc sống luôn ẩn chứa những điều bất ngờ mà bạn khó có thể lường trước. Đời người như bóng câu qua cửa sổ, chỉ thoáng chốc thôi là sinh mệnh đã trở về với đất. Cuộc sống này ngắn ngủi là vậy, cho nên cần tận dụng thời gian làm những việc có ý nghĩa mới là quan trọng nhất. Quý trọng thời gian chính là quý trọng sinh mệnh của chính mình thưa quý vị. Quý vị và các bạn thân mến, bên cạnh mong muốn đem đến cho quý vị những tin tức cập nhật mới nhất, những phút giây ý nghĩa, bài học giá trị cuộc sống sâu sắc với phần nhân sinh cảm ngộ, 30 tập chúng tôi còn luôn muốn quý vị khỏe mạnh. Nên cuối chương trình, chúng tôi hay chia sẻ đến quý vị một phương pháp giúp cho cả tâm lẫn thân được khỏe mạnh, đó là luyện tập khí công theo nguyên lý chân thiện nhẫn. Môn khí công của Phật gia này không phải ngẫu nhiên được hàng triệu người trên thế giới yêu thích tập luyện, mà còn có rất nhiều điều kỳ diệu khác. Và Ngọc Trang hy vọng quý vị sẽ có thời gian và cơ duyên tìm hiểu. Biết đâu đây sẽ là phương pháp giúp chúng ta cân bằng cuộc sống, kiềm chế được cảm xúc và luôn tràn đầy năng lượng. Đường link hướng dẫn chúng tôi có để ở phần mô tả. Nếu yêu mến chúng tôi, đừng quên share, nhấn like hoặc tham gia group và fanpage của chúng tôi trên Facebook. Chúc quý vị có một ngày vui vẻ và nhớ đón xem các bản tin tiếp theo của Hành Trình Tương Lai quý vị nhé!